có khi là bà con cũng còn sau anh đến đây còn ở trên Trà Linh mà không có là nó sợ. Là một doanh nghiệp đầu tư thì đây là có vấn đề có thể nói là có vướng mắc rất là lớn để phát triển sau này trở thành cái tích công nghiệp rất cao. Cái việc tiếp cận mà trong rừng đặc dụng thì theo quy định của pháp luật là không được. Nếu mình làm thì mình sẽ vi phạm. Nên chăng là mở ra một cái hành lang pháp lý để phát triển được cái ngành sâm Việt Nam. Phát triển nó bền vững. Ngàn đời nay cây sâm là ở dưới tán rừng, ở rừng đặc dụng, rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên. Trồng sâm dưới tán rừng thì nó không tác động gì lớn và nó làm tốt rừng thôi. Thì mong là cái cơ chế này được tháo gỡ để cho người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển theo đúng cái lộ trình mà chính phủ đã ban hành cái chương trình sâm quốc gia. Về phát triển dược liệu mà muốn thành một ngành công nghiệp thì cần với cơ chế ưu đãi cho một số tập đoàn cũng như doanh nghiệp, ví dụ như thuế về đất, về sản phẩm vân vân. Đó là cái tiền đề để cất cánh. Cái thứ ba là hỗ trợ cho người dân phát triển vùng nguyên liệu của các dược liệu. Đây là một chính sách mà riêng Quảng Nam cũng đang nghiên cứu và hỗ trợ. Hiện nay chúng tôi có những cái cơ chế của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ví dụ như cây sâm Ngọc Linh, ví dụ quế Trà My thì vẫn có, nhưng mà mong muốn là có nhiều hơn nữa. Cái thứ ba nữa thì mong muốn là chính phủ có cái dồn sức nguồn lực hỗ trợ cho hạ tầng vùng dược liệu. Một khi có quyết định thì công ty sẽ tuân thủ làm theo thôi. Cứ nói không cho xài thì cứ gỡ ra hết.